Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc gieo cúm Vũ Hán gặp quả đại họa. Không cần phải đợi đến khi Trung Quốc chính thức kiểm soát được đại dịch viêm phổi Vũ Hán thì nước này đã nhận được những trái đắng từ việc để dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu và từ cả chính sách ngoại giao tuyên truyền hung hăng của Bắc Kinh đã diễn ra trong suốt thời gian qua. Trong nước thì tăng trưởng kinh tế sụt giảm chưa từng thấy, làn sóng thất nghiệp bùng nổ, tiêu thụ nội địa giảm sút và ổn định xã hội bị đe dọa. Đầu tư nước ngoài lần lượt rút lui khỏi Hoa Lục. Bên ngoài thì Đài Loan đến châu Phi, qua châu Âu, châu Mỹ, trào lưu bài Trung Quốc trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và trong vẻn vẹn có 3 tháng đầu năm 2020, một cú sốc lớn mang tên viêm phổi Vũ Hán đã cuốn trôi gần 7 điểm tăng trưởng của Trung Quốc. Đây là mức tụt dốc tệ hại nhất kể từ khi cách mạng văn hóa kết thúc vào năm 1976 tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh biểu đồ tăng trưởng GDP của Trung Quốc tính theo quý cho thấy sức sụt giảm kỷ lục trong quý 1 năm 2020. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, Bắc Kinh chính thức nhìn nhận phải đương đầu với một loại virus corona chủng mới. Các nhà máy tại công xưởng sản xuất lớn nhất thế giới này lần lượt phải đóng cửa. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và cả những tỉnh chung quanh, thậm chí là cả thủ đô Bắc Kinh hay lá phổi tài chính Thượng Hải ngừng hoạt động. Dân chúng ở yên trong nhà lặng lẽ nhìn mùa Tết Nguyên đán trôi qua. Các kế hoạch mua sắm, du lịch, sinh hoạt, văn hóa, sôi động đón xuân đều bị hủy bỏ. Cả hai vế sản xuất và tiêu thụ bị đóng băng. Các chuyến bay quốc tế đến hay xuất phát từ Trung Quốc thưa dần để rồi giảm xuống đến mức tối thiểu. Tất cả chỉ mới bắt đầu từng bước được khởi động lại trong những ngày đầu của tháng 3 năm 2020. Vũ Hán ổ dịch viêm phổi vừa dỡ khỏi bệnh lệnh phong tỏa vào ngày 8 tháng 4 năm 2020 sau 2 tháng rưỡi bị bế quan tỏa cảng. GDP trong 3 tháng đầu năm đã sụt giảm 6,8%, được ví như bước đại nhảy lùi của tổng sản phẩm quốc nội. Chuyên gia Pháp James France, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chinese Analyst, thận trọng cho rằng đây mới chỉ là khúc dạo đầu trong số những đòn mà dịch viêm phổi Vũ Hán tấn công vào Bắc Kinh. Ông phân tích như sau: nếu như chúng ta dừng lại ở con số này thì chưa bao giờ tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc lại rơi mạnh đến như vậy, mà nó mới chỉ là kết quả của quý 1, âm 6,8%. Trung Quốc là nền kinh tế đầu tiên trên thế giới thấm đòn virus corona, là quốc gia đầu tiên đã phải áp dụng biện pháp triệt để cách ly toàn bộ cả một tỉnh lên tới 60 triệu dân cư. Nhưng quan trọng hơn nữa là trong giai đoạn phong tỏa đó, khu vực sản xuất không chỉ có Vũ Hán mà cả Trung Quốc đã bị đóng băng. Nhưng đó mới chỉ là giai đoạn 1, tức là khi guồng máy sản xuất của Trung Quốc bị tê liệt trong nhiều tuần lễ mà thôi. Và vấn đề đặt ra cho Trung Quốc giờ đây là giai đoạn 2, tức là một khi không ít thì nhiều kinh tế Trung Quốc được khởi sắc trở lại, các nhà máy hoạt động trở lại, nhưng hàng sản xuất không có người mua trong lúc đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang tấn công phần còn lại của thế giới và đến lượt quốc tế bị virus corona làm tê liệt. Đây là hình ảnh một công nhân đang quan sát một chiếc máy hàn nhôm tại một nhà máy ở Sông Pinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 14 tháng 3 năm 2020. Trung Quốc mở cửa lại các nhà máy vào lúc đến lượt châu Âu và châu Mỹ rồi cả châu Phi chìm vào vòng xoáy của khủng hoảng kinh tế và y tế. Cả nước Ý, rồi Pháp, cả Anh, Quốc hay Hoa Kỳ rơi vào tình trạng phong tỏa trong nhiều tuần lễ. Theo chuyên gia Dufort, đây mới là điều khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh đau đầu. Ông nói, cú sốc nhấn mạnh vào nhu cầu tiêu thụ này đối với Trung Quốc thể hiện dưới hai góc độ. Một là tác động trực tiếp vào ngành xuất khẩu, cho dù nhân công có trở lại nhà máy làm việc như những gì chúng ta đang trông thấy hiện nay, và hãy tạm gác lại sang một bên hiểm họa Trung Quốc lại bị một đợt lây nhiễm thứ nhì. Nhưng hàng hóa của Trung Quốc sản xuất ra không ai mua. Đó là điều khiến Bắc Kinh rất lo ngại. Và vấn đề thứ hai là làm thế nào khắc phục được đợt sóng thứ nhì này? Làn sóng thứ hai, như ông Dufour vừa nói, nguy hiểm ở chỗ nó đe dọa đến hứa hẹn của chính quyền đưa hàng triệu người dân Trung Quốc thoát khỏi cảnh bần cùng như chính ông Tập Cận Bình từng cam kết. Cũng cầm chắc là với tỷ lệ tăng trưởng cho cả năm được IMF dự báo ở mức 1,2%, Bắc Kinh khó lòng đạt được mục tiêu đến cuối năm 2020 nhân lên gấp đôi GDP của Trung Quốc so với thời điểm 2010, như Đảng Cộng sản của Trung Quốc ở nước này từng rầm rộ tuyên bố tại Đại hội Đảng vào năm 2012.
Thống kê chính thức của Bắc Kinh cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, virus corona đã hủy hoại 3 triệu việc làm tại nước đông dân nhất địa cầu. Nhưng đây mới chỉ là thông tin một phía từ phía chính quyền Trung Quốc. Con số thực tế có lẽ phải gấp nhiều lần con số mà Bắc Kinh đưa ra vì nhà nước này vẫn thường có thói quen giấu giếm con số thật. Ngoài những ẩn số mà tiêu thụ nội địa, xuất khẩu, thất nghiệp dẫn đến bất ổn trong xã hội, Bắc Kinh đang bị mất sức hấp dẫn nặng nề đối với các nhà đầu tư nước ngoài do hậu quả từ cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ và giá nhân công nước này có chiều hướng tăng cao. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán lại càng làm trầm trọng thêm vấn đề này. Đây là hình ảnh ít nhất 60% cơ sở kinh doanh quanh khu tổ hợp Shinshida đã phải đóng cửa sau khi hãng điện tử khổng lồ Samsung của Hàn Quốc đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc vào tháng 10 năm 2019, sau gần 30 năm hoạt động tại khu tổ hợp Shinshida ở thành phố Huệ Châu, Quảng Đông. 3 năm trước khi virus corona bắt đầu xuất hiện, Donald Trump khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đã dứt khoát giảm mức độ lệ thuộc vào bạn hàng Trung Quốc. Liên minh châu Âu cũng đòi Bắc Kinh cân bằng lại quan hệ song phương và một số thành viên châu Âu bắt đầu gắn liền với chiến lược và thương mại trong quan hệ phức tạp với đối tác thương mại châu Á này. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán lại càng củng cố thêm lập trường đó. Gần đây, nhất là Nhật Bản, không ồn ào như Donald Trump, nhưng Thủ tướng Shinzo Abe từ tháng 3 năm 2020 đã liên tục khuyến khích các doanh nhân Nhật Bản suy nghĩ về kế hoạch bố trí lại các khoản đầu tư ra nước ngoài mà điểm đến có thể là các nước vùng Đông Nam Á. Tập đoàn xe hơi Hyundai của Hàn Quốc có hẳn kế hoạch chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Và giáo sư Stephen của Trường Đại học Chính trị Lyon cho rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán là cơ hội để phương Tây xét lại chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất toàn cầu, tái tạo lại một trật tự thương mại thế giới mà trong đó Trung Quốc không còn là cái rốn của mạng lưới mậu dịch toàn cầu trên thế giới nữa. Về ngoại giao, chiến dịch tán dương tính hiệu quả của mô hình Trung Quốc trong chống dịch bằng cách nhấn vào nỗi đau của các nước phương Tây đang ngập chìm trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã thất bại nghiêm trọng khi phải nhận lại sự phản đối từ một loạt các nước. Đây là hình ảnh người dân châu Phi phải ngủ trên đường phố ở Quảng Châu sau khi không thể tìm được nơi trú ẩn vì bị kỳ thị tại Trung Quốc. Ngoại trưởng Pháp cho triệu mời đại sứ Trung Quốc tại Paris để phản hồi về những phát ngôn nhận xét không đúng mực về cách xử lý dịch bệnh của Pháp. Người đồng nhiệm Kazakhstan cũng lên tiếng cảnh cáo Bắc Kinh về thái độ ngạo mạn tương tự. Hàng loạt nước châu Phi cũng lên án Trung Quốc kỳ thị chủng tộc đối với kiều dân của họ ở Quảng Đông dưới cớ kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Thái độ kể cả tự cho mình phản ứng nhanh, quản lý giỏi, không che giấu thông tin đã gậy ông đập lưng ông, làm cho thế giới càng nghi ngờ về sự minh bạch và độ tin cậy của các số liệu và thông tin mà Trung Quốc chia sẻ. Cũng theo chuyên gia Matthew của Viện Nghiên cứu Montaigne, chỉ cần nhìn qua một vài dấu hiệu là có thể thấy rất rõ thống kê không chính xác. Và chính quyền Vũ Hán đã chỉ báo hoãn báo cáo dịch từ cái nhìn nhận có ca đầu tiên cho đến lúc ban hành ra lệnh cách ly phải mất tới 46 ngày. Thứ hai là quân đội lên tuyến đầu chống dịch và không có một người lính nào bị lây. Thứ ba là bao nhiêu nhân chứng người dân Vũ Hán không tin vào số liệu chính thức. Nếu so sánh các đường biểu diễn số liệu thống kê nạn nhân tử vong và bệnh nhân bị lây nhiễm tại Trung Quốc với các biểu đồ các nước phương Tây thì rất rõ ràng thống kê của Trung Quốc bất thường. Dân Vũ Hán là những người đầu tiên không tin vào chính quyền của mình thì nói chi đến Mỹ, Anh, Pháp và các nước đều nghi ngờ Trung Quốc thiếu minh bạch trong việc đối phó với siêu virus corona ít nhất là trong những tuần lễ đầu. Và ngay cả ở cửa ngõ phía nam của mình ở Đông Nam Á, Trung Quốc đã đánh mất sự ảnh hưởng mà nước này mất bao nhiêu năm để xây dựng. Sebastian, một chuyên gia thuộc Đại học Báo chí Yale, Hoa Kỳ nhận xét, dịch bệnh đã làm bùng phát tâm lý bài chung đã tiềm ẩn trong dân chúng ở ASEAN. Đây là hình ảnh một meme của Liên minh trà sữa ở Thái Lan với chủ trương bài chung quyết liệt. Một cuộc chiến trên mạng xã hội ở Đông Nam Á được khởi phát từ sau khi cư dân mạng dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc ồ ạt ném đá vào một ngôi sao người mẫu Thái Lan, cô Wadray Lukram, vì đã tung lên mạng xã hội giả thuyết cho rằng virus corona có xuất xứ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ngay lập tức, từ Bangkok đến Đài Loan qua Hồng Kông, giới trẻ ủng hộ dân chủ liên kết với nhau qua mạng xã hội lao vào ứng cứu cô người mẫu Thái Lan nổi tiếng đang bị người Trung Quốc tấn công. Và họ lập thành một mặt trận lấy tên gọi là Liên minh trà sữa, lấy cảm hứng từ thức uống đang rất thịnh hành trong giới trẻ ở đô thị châu Á.
Liên minh trà sữa chủ trương chống Trung Quốc quyết liệt và lôi cuốn rất đông giới trẻ Thái Lan cũng như các nước khác trong vùng hưởng ứng. Tờ Le Figaro nhận định, thái độ dè chừng của giới trẻ Thái là dấu hiệu cho thấy giới hạn của quyền lực mềm của Trung Hoa với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, khu vực chiến lược trong con đường tơ lụa của Tập Cận Bình, và cũng là một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến giành ảnh hưởng với nước Mỹ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và tờ báo Financial Times cũng nhận định chính sách ngoại giao corona của Trung Quốc đã phản tác dụng, mang lại nhiều đối thủ hơn cho bạn bè là bạn bè đối với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Roger Roth từ tiểu bang Wisconsin, người nhận được email nhờ vả từ cơ quan đại diện Bắc Kinh. Khi Thượng nghị sĩ Roger, Chủ tịch Thượng viện cơ quan lập pháp bang Wisconsin, Mỹ, nhận được hai email từ chính phủ Trung Quốc nhờ vả ông bảo trợ cho một nghị quyết ca ngợi phản ứng của Bắc Kinh trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ông cứ nghĩ đó là một trò lừa tay nào đó của người nào đó. Và tác giả email này còn cẩn thận đính kèm một bản dự thảo nghị quyết được viết sẵn, trong đó đầy những luận điểm và tuyên bố của nhà cầm quyền Trung Quốc để ông Roth đưa ra biểu quyết. Thượng nghị sĩ Roth kể với báo Financial Times rằng, tôi chưa từng nghe có một chính phủ nước ngoài nào tiếp cận một cơ quan lập pháp nhờ họ thông qua một nghị quyết. Tôi nghĩ là lá thư không thể là thật. Nhưng sau đó, ông Roth phát hiện email đó quả thật được gửi từ Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Chicago. Vì vậy, ông đã phản hồi email của lãnh sự Trung Quốc chỉ bằng một từ, nút, tức là đồ dở hơi. Sau đó, tôi ký tên và gửi đi. Ông nói, viên chức lãnh sự quán đã trả lời lại bằng biểu tượng sốc. Ông Roth đã không tiếp tục hồi đáp. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Roger từ tiểu bang Wisconsin đã đưa ra một nghị quyết lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã cố tình lừa dối thế giới về sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, khiến dịch bệnh lây lan trên toàn cầu và tạo thành đại dịch, một điều đã từ bao đời nay chưa hề xảy ra. Nghị quyết đã viết như vậy. Ông Roth nói với The Epoch Times rằng nghị quyết này là để đáp trả hành động của lãnh sự quán Trung Quốc. Nhà báo Jamit của tờ Financial Times nhận xét câu chuyện trên có vẻ là tập hợp mới nhất của chiến dịch tô vẽ hình ảnh toàn cầu của Bắc Kinh đang đẩy mạnh giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thành công bao nhiêu chưa biết, nhưng ngoại giao corona của Trung Quốc đã 5 lần 7 lượt phản tác dụng. Từ việc xuất khẩu thiết bị y tế lỗi đi các nước, cho đến việc ủng hộ thuyết âm mưu quân đội Mỹ thả virus ở Vũ Hán, rồi vụ Scandal ngược đãi người châu Phi ở miền Nam Trung Quốc theo kiểu tống khứ về quê nhà. Và nhìn qua cách Bắc Kinh đang lợi dụng tình hình dịch bệnh, thì Trung Quốc có khả năng chỉ càng bị cô lập và mất đi uy tín hơn trên trường quốc tế sau khi cuộc khủng hoảng trôi qua. Ông Watts Fries, học giả nổi tiếng của Đại học Bắc Kinh, đã nhận xét dịch bệnh này đã đẩy quan hệ Trung-Mỹ xuống mức tồi tệ nhất kể từ khi mới bang giao hồi thập niên 1970. Ở Anh, sự thay đổi cũng rất lớn. Các chính khách bảo thủ quyền lực bắt đầu kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson cứng rắn hơn với Trung Quốc. Truyền thông Anh đã chỉ trích nhiều hơn, còn cộng đồng tình báo tuyên bố sẽ theo dõi sát mức đe dọa từ Bắc Kinh. Ở châu Âu và Úc, các chính phủ đã hối hả ngăn chặn doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm tài sản giá rẻ giữa lúc kinh tế lao dốc vì dịch bệnh. Bắc Kinh có thể đã tìm thấy sự đồng cảm nhiều hơn nếu họ chọn chiến lược minh bạch và hợp tác của một quốc gia tử tế trong cộng đồng quốc tế, nếu họ không bịt miệng những người dám lên tiếng, điển hình như bác sĩ Lý Văn Lượng. Nếu họ không chạy chiến dịch truyền thông đánh lạc hướng nguồn gốc virus, tự ca ngợi mình và hạ thấp nước khác. Và cũng qua đây, nhà cầm quyền ở Hà Nội đã nhìn rõ hơn bộ mặt thật của Trung Quốc khi họ nhân cơ hội Việt Nam cùng các nước đang rối bời vì phải đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thì Bắc Kinh đã lấn tới tìm mọi cách thôn tính chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Đã đến lúc cần một sự dứt khoát, các lãnh đạo tại Ba Đình hãy dũng cảm chia tay với thứ chủ nghĩa cộng sản đầy đau khổ này để đưa đất nước gia nhập thế giới dân chủ, tự do và văn minh của nhân loại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020, với bản tin Trung Quốc gieo cúm Vũ Hán, gặt quả đại họa. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.